Uầy, các bạn nhìn này, cái xác này, cái xác nó còn to như thế này. Đôi cánh này giống như kiểu đôi... Xin chào tất cả mọi người và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay thì mình lạc trôi sang máy chủ thử nghiệm Liên Cầu Bài để có thể là test cho tất cả các bạn một cái lỗi game dành cho vị tướng Zip. Nhưng mà trước tiên, khi mà cầm vị tướng Zip khó chịu như thế này thì chúng ta chịu khó sang cướp rừng nhá. Và đối tượng ngày hôm nay mình xin phép chủ nhà đó là Karignak. Trời ơi, bạn chạy được đi đâu? Tham làm gì cái con bùa đỏ này? Thôi bỏ bùa đỏ đi. Khổ lắm cơ, bộ tham làm gì? Thôi, cố gắng tham đúng không? Mình có gặp bộc phá đây cơ mà. Và chiến công đầu. Thật sự nếu mà để mà chơi vị tướng Zip cộng cái kỹ năng thứ nhất đầu tiên thì cái việc khả năng các bạn cướp rừng nó rất là thành công. Đó, vừa làm tráng và vừa gây sát thương. Bây giờ mình sẽ cố gắng làm cái mạng thứ hai, xem KS của được của đồng đội hay không. Chạy đâu Ron ơi? Đẩy về, đúng rồi, hay quá. Ô, lại có một mạng nữa này. Hai mạng rồi. Thơm quá, lại thêm một thanh niên này nữa. Bây giờ vấn đề chính của mình đó là mình cần phải ăn mạng. Mình chơi trong trận đấu này không phải là trợ thủ cho mọi người nha. Vừa xong cái mạng wifi nhà mình lag quá, mình đã phải đổi sang mạng 4G để chơi. Chứ không lag quá là không thể nào phát huy được sức mạnh vì tướng Zip. Với cái lỗi game như thế này thì trước tiên các bạn lên cho mình đó là gang thịnh nộ đầu tiên nha. Tướng nào cũng vậy, trong cái phiên bản thử nghiệm này nó chưa sửa lại đâu. Tướng nào các bạn, nếu mà các bạn muốn phóng to, muốn phồng to thì các bạn lên cho mình cái gang thịnh nộ đầu tiên. Sau khi lên được gang thịnh nộ thì các bạn cần phải kích hoạt nội tại gang thịnh nộ. Mà kích hoạt được nội tại gang thịnh nộ bằng cách nào? Các bạn cần phải để cho các bạn bị tụt máu, sau khi đó là cái gang thịnh nộ sẽ phóng to người các bạn lên. Thì Zip sử dụng chiêu thứ hai, sau khi kích hoạt chiêu thứ hai thì nó sẽ được khổng lồ, siêu to khổng lồ luôn. Tích nhiều điểm như vậy thì các bạn sẽ nó rất là to, nói chung là tùy thuộc vào trận đấu thôi. Các bạn càng kéo dài trận đấu ra thì việc khả năng các bạn làm to được vị tướng Zip full mạng, full cái màn hình đều được. Rồi, vào đây đánh nhau. Mình có bộc phá mà bạn ạ, tưởng vừa thôi. Nó có siêu máu, con lính đúng rồi, bắn. Chết, trời ơi, siêu việt. Không thể tin nổi các bạn ạ. Mình không thể tin nổi là vừa xong đáng ra là mình không ăn được mạng, nhưng cái con lính nó giúp cho mình ăn được một cái mạng đấy. Level 4 rồi nhưng mà chưa có gang thịnh nộ. Các bạn để ý giúp mình nha, đây là người của vị tướng Zip, nó rất là bé, bây giờ rất là bé. Mình chỉ cần một cái lượng vàng nho nhỏ thôi là mình sẽ lên được gang thịnh nộ. Đánh phiên bản thử nghiệm này thì AFK như cơm bữa ấy. Thế nên mọi người có thể nhìn thấy là hiện tại Ngộ Không đang AFK đứng ở tế đàn rồi. Team mình đang chơi phong cách đó là 4 đấu 5. 4 đấu 5. Nhưng mà không được nản. Đây là nó sẽ giúp cho tất cả các bạn, khi mà các bạn vừa đánh thiếu người mà các bạn vẫn có thể thắng được thì đấy là gọi là cái trình độ rồi. Sụt ruột quá. Mặc dù là xanh nhất team, 3 mạng mà mãi chưa lên được cái gang thịnh nộ. Đấy, team bạn thì chăm sóc mình rất nhiều luôn. Ui dồi, thoải mái đi, mình trâu lắm bạn ạ. Mình nói thật, mà trâu đánh lộn chết tôi. Thôi em chịu, em té đây, chịu. Đông thế này thì không đánh nổi. Đó, đối phương đuổi thì chúng ta cứ kích hoạt chiêu cuối. Còn bây giờ ai muốn băng trụ thì cứ vào hết đây. Một mình Zip chấp hết. The Flash có vẻ như là muốn sơi tái mình thì phải. Với cả Euron kìa, biết ngay mà. Mấy thanh niên này định muốn sơi tái mình. Đấy, em yếu máu đây này. Chiếm em đi anh ơi. À, đâu. Vào đây. Vào đây. Trời ơi, đuổi á. Cái gì vậy? Vào đây. Yên tâm. Nếu mà các bạn tha là mình sẽ thử xử luôn. Ném choáng này và đột phá có một mạng. Tiếp tục, muốn đánh nhau nữa không? Vào đây. Chấp pet lại choáng trong trụ nữa. Và tiếp tục là mình sẽ có thêm một mạng double kill. Cái tội tham. Đấy nha, kích hoạt chiêu thứ hai này. Hút, thả ra cái các bạn nhìn nhá. Và bây giờ là Zip đã đứng hình rồi. Bắt đầu kích thước của cơ thể bắt đầu nó sẽ to hơn rồi. Nó to hơn bình thường rồi. Đứng với Ngộ Không là to hơn cả Ngộ Không rồi. Cứ làm như vậy, mình nghĩ là tầm đến chục lần thì cơ thể của bản thân Zip nó sẽ rất là to.
nó có khả năng to tràn cả cái bản đồ này luôn ấy. Cái này chủ yếu là giải trí thôi, thú vị thôi. Cái này là team bạn cũng nhìn thấy nhá. Nào, bắt đầu đi đảo đường, kiếm mạng nữa. Phong cách của mình thì mình cứ lên đồ thủ, chứ mình sợ mình máu giấy quá, team bạn toàn xạ thủ nó đánh cho không trượt phát nào. Cứ đứng đây và đợi chờ cho The Flash giật về. Úi dồi ôi, bằng trụ luôn, cái tầm này có chiêu cuối mà. Bằng trụ luôn và chúng ta chơi. Kìa, hay quá, lại một mạng hỗ trợ. Tiếp tục nha, bây giờ lại tích cái nội của cái gang thị nộ tiếp này. Cái tầm này là cố gắng căn làm sao khi mà cái gang thị nộ nó hồi rồi thì các bạn lại chạy vào trong trụ để cho trụ bắn. Sau khi trụ bắn phát, chúng ta lại kích hoạt chiêu thứ hai nuốt. Rồi, như này là kích thước cơ thể của Zip nó lại béo thêm một tí nữa rồi. Quấy, to chưa? Đây là trong cái tình trạng đó là từ trẻ sơ sinh trở thành trẻ vị thành niên à. Sau đó nó dậy thì đang trong lứa tuổi được lớn lên, được trưởng thành. Cố gắng để ý giúp mình nha. Cái gang thịnh nộ nó quay được một nửa rồi đấy. Bây giờ là cố gắng ra giết luôn cái thanh niên Euron này có bộc phá đây rồi. Chạy đâu được nữa. Rồi, căn bản trong trận đấu này team mình đang chơi kiểu thiếu người, thế là bị team bạn kiểm soát. Chứ nói thật, nếu mà Ngộ Không mà có trong trận đấu này thì có lẽ là team mình sẽ kiểm soát ngược lại rồi. Gang thịnh nộ lại sắp hồi. Cứ đánh em thoải mái đi, tí nữa to gấp đôi The Flash luôn. Đánh nhau bạn ơi. Superman đã hỗ trợ mình cái coi. Và thêm một mạng hỗ trợ nữa. Gang thịnh nộ của mình hồi rồi. Bây giờ thì mình cần team bạn đánh mình để mình yếu máu đi. Mình kích hoạt được trang bị này. Đây đây đây, đây. Lại đâm đầu vào trụ thôi. Cách duy nhất để có thể phóng to thì cố gắng mượn sát thương của trụ nha. Đấy, trụ bắn đi. Bắn em thoải mái đi. Đó, tiếp tục này. Và chuẩn bị là siêu to khổng lồ. Trời ơi, to dã man. Mình cảm thấy hơi đáng tiếc ở cái phiên bản thử nghiệm này không thể nào chọn được trang phục đó là Zip gà siêu quậy. Chứ không, nếu mà trang phục gà siêu quậy nó còn ngộ nghĩnh đáng yêu hơn rất là nhiều so với bộ trang phục mặc định. Và bắt đầu bây giờ lại chúng ta lại chờ đợi cho gang thịnh nộ thôi. Để xem phóng to là như nào nha. Mình vẫn đảm bảo được đó là mình hỗ trợ team. Căn bản là mình ăn được 5 hỗ trợ 4 thôi mà team ăn 10 mà. Úi trời ơi, mấy anh tham em làm cái gì? Tham làm cái gì có chết được đâu. Bây giờ nha, mình sẽ ở lại và đợi cái gang tịnh độ kích hoạt ra. Chứ bây giờ mình biến về là cái gang tịnh độ nó không kích hoạt được đâu. Ok, kích hoạt chiêu 2. Và sau đó là to hơn một xíu này. Wow, trời ơi, to hơn một xíu các bạn ạ. To bằng cái trụ rồi. À đâu, chưa to bằng trụ. Chưa cao bằng trụ. Nhưng mà to gấp đôi thanh niên Nacross rồi. Mình cảm thấy là những bước di chuyển của Zip là nặng nề hơn rất nhiều. Khi mà các bạn kích hoạt chiêu cuối thì đây để mình nuốt vào bụng cho thoải mái đi. Kể cả bản thân Zip bị chết đi chăng nữa thì to nó không bị trở lại cái nguyên vẹn đâu các bạn ạ. Đó, người to hơn rồi. Team mình toang. Tại vì là 4 đấu 5. Nếu mà đánh kiểu này trực diện combat như thế này là team mình thua, tại vì team mình thiếu người. Thế nên chắc có lẽ là mình sẽ lựa chọn phong cách đó là đi đẩy trụ, ép đường đẩy trụ để có thể thắng được trận đấu này. Đây là chiến thuật. Và kèm theo là trong khoảng thời gian đẩy trụ thì mình cũng có thể kích hoạt nội tại để phóng to cái người vị tướng Zip nha. Hiện tại thì cái gang thịnh nộ của mình là nó hồi rồi. Tiếp tục rồi, bây giờ làm sao đi hiến máu nhân đạo cái. Đi tìm team bạn để team bạn tấn công vào mình. Khi mà mình yếu máu mình tiếp tục kích hoạt chiêu 2. Đánh em thoải mái đi, khổ lắm cơ. Mặc dù là đang chơi theo kiểu là chôn game vui vẻ, nhưng mình vẫn muốn thắng cái trận đấu này. Kiểu gì teo nát đi qua đây này. Thôi thôi, em mượn trụ để
hiến máu đó. Trời ơi, bắt đầu máu tụt. Cho máu tụt kích hoạt chiêu ai? Thử xem biến hình. Thử xem to không nhá. Trời ơi, mắt trố lố kìa. Ôi, nhìn dê tương ra man các bạn ạ. Nhưng mà người biết là hiện tại chúng ta đang có giải đấu AIC thì vị tướng Zip là một vị tướng được sử dụng trong tay của Proe, có thể bảo kê hỗ trợ đồng đội rất là tốt. Và chắc chắn một điều các bạn, vị tướng Zip sẽ là một vị tướng được sử dụng rất là nhiều trong giải đấu SEA Games lần này. SEA Games lần này nếu mà không cấm vị tướng Zip thì chắc chắn sẽ có người chơi. Chất tướng SEA Games. Ok, gang tịnh độ đã sắp hồi rồi. Ôi trời ơi, vào đây. Tuy to như thế này thôi nhưng mà mình cũng không trâu đâu các bạn ạ. Kích thước cơ thể nó không khẳng định được một điều là mình trâu hơn. Máu của mình vẫn vậy thôi. Đó, bắt đầu lại thử xem ra to không nhá. Trời ơi, bắt đầu to rồi, đuổi làm sao được mình. Đuổi tiếp đi nào. Di chuyển rất là chậm chạp và lề mề. Đây là nhảy tưng 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 các bạn ạ. Tưng 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 tưng. Khổ làm trâu lắm. Tạm thời là team mình toang mất trụ ở khu vực đường trên. Trước đây thì đã có một lần đó là bung cái lỗi của vị tướng Kret siêu to khổng lồ. Nhưng mà lần này thì phiên bản thử nghiệm chúng ta lại được bung ngay vị tướng Zip. Hoặc là các bạn có thể bung những vị tướng khác cũng được.
là chưa hẳn là full đâu các bạn ạ. Mình không biết là full nó sẽ như thế nào nữa đâu. Tại vì trong trận đấu này là tầm 15 phút rồi. Nếu mà nó kéo dài ra tầm 20 phút thì chắc là kín màn hình mất. Ôi trời ơi, bây giờ có nhìn thấy cái đầu của nó nữa đâu. Trời ơi. To giá man các bạn ạ. Đấy chưa, các bạn thấy chưa? Không việc gì phải nản nha, đầu game thì team mình có người AFK nhưng mà team mình vẫn chơi theo kiểu chiến thuật đầy lẻ. Và bây giờ đang kiểm soát lại cái trận đấu này. Xạ thủ team bạn này, cho bắn đi. Chiếm em đi. Chiếm em đi. Anh chiếm em đi, trời ơi to quá, chả nhìn thấy cái gì hết. Đây này, xử lý Karignac chứ ba. Nó còn cái giáp hộ mệnh. Rõ còn giáp hộ mệnh, mình có bộc phá đây. Nào, đánh em đi. Đúng rồi, đánh em đi. Băng trụ luôn, cái tầm này thì ngán thì treo nát. Thẻo nát này. Superman đâu rồi? Đúng rồi. Trời ơi to quá các bạn ạ. Ok, treo nát bốc ơi, cho trụ bắn nha, sau đó lại kích quạt chiêu thứ hai. Rồi, kích quạt chiêu thứ hai tiếp này. Và đây sẽ là cơ thể. Ui. Ui, chất lượng dã man các bạn ạ. Ok, video clip của mình đến đây là kết thúc rồi và cảm ơn tất cả các bạn đã cố gắng theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Tạm biệt mọi người. Hello, xin chào tất cả mọi người. Hiện tại thì mình đang live stream trên ứng dụng Nodolive vào những buổi tối để có thể kéo danh kim 5. Vậy nên các bạn nào có nhu cầu muốn giao lưu cùng mình, muốn chơi cùng mình thì có thể qua Nodolive follow ID 8915517 để có thể nhận được những thông báo trước khi mình live stream. Cảm ơn các bạn rất nhiều.